Ok, mình làm trứng muối nha. Trứng muối này là kêu bằng trứng muối cấp tốc, nhưng mà cũng phải chờ khoảng một tuần, sau một tuần hoặc là khoảng 10 ngày là mình có trứng muối mình ăn. Mình làm bánh. Cái này là trứng muối này bác nàng đã nướng rồi nè. Đó, nướng nó ra rồi nè. Để mình làm bánh trung thu, bánh bía, nói chung là tất cả loại bánh ha. Còn cái này là cái này đã luộc nó ra rồi nè, nó ra như thế này đó, ngon lắm, nó không có mặn lắm nha mọi người, nó không có mặn. Rồi cái này sẽ cắt một một cái trứng muối bé nàng đã luộc rồi đó, này đã luộc rồi đó, cắt một cái trứng nữa nha. Mình cắt không được khéo đó, cái dốt của nó cũng vừa, nó cũng vừa vàng tới đó mọi người, rất là ngon mà không có mặn nữa, nó không có mặn đâu. Alright, bây giờ mình sẽ làm nha. Cái này sẽ chia sẻ cái cách làm này rất là dễ. Cái này thấy ở trên online của một cái người Việt Nam, họ có chia sẻ cách làm trứng muối cắt 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 tóc. Bây giờ cái này đặt một cái trứng ra, một hai cái trứng cho mọi người coi nha. Cái này đã ủ sau sau đúng 9 ngày, cái này là 9 ngày rồi đó mọi người, 9 ngày rồi đó, 9 ngày hoặc 10 ngày đó, hơn một tuần lễ đó. Có như sau sau một tuần lễ thì tùy cái trứng mình mua nó mới hay nó cũ, nó tốt thì nó sẽ ra cái màu của cái trứng ha. Giống như cái này cũng một dĩ mà cái này nó đậm hơn nè, cái này nó đậm hơn tí xíu, còn cái kia nó lợt hơn tí xíu nè. Rồi bây giờ mình làm nha, rất là dễ, rất là nhanh. Cái này để nó qua một bên nha, rất là nhanh luôn mọi người. Đây là một cái tô giấm, nước giấm nha, nước giấm mình mua cái bình giấm màu trắng đó, ở trong chợ Mỹ hoặc Costco anywhere nó cũng có bán. Em nước giấm ha, mình sẽ đổ ra một cái tô, mình mới rửa trứng cho sạch, trứng mình rửa sạch để ráo rồi mình mới cho vô ngâm vô nước giấm nha. Nhớ là mình phải ngâm cái nước giấm cho nó đầy cái trứng, cái mặt trứng, miễn sao nó qua cái mặt giấm, nước giấm này nó qua cái mặt trứng là được rồi. Mình để ngâm cỡ 20 phút đến 30 phút nha, cỡ 20 đến 30 phút là ok. Rồi mình sẽ vớt nó ra, mình sẽ lấy một ít muối tùy theo cái này bác nàng ngâm từ nãy giờ rồi, bác nàng sẽ lấy ra, bác nàng lăn qua muối cho mọi người coi nha. Mình sẽ cần một cái tô keo thủy tinh có cái nắp đậy nha, mình để băng ba. Đây là muối, thì nếu mình làm cỡ 4 đến 6 trứng thì mình làm cỡ khoảng nửa cốc muối nha mọi người, nửa cốc muối khoảng chừng như thế đó. Thì cũng mình nhắm chừng, cũng không có cần đúng cái độ lượng lắm đâu. Khi mà mua cái trứng mình ngâm qua giấm rồi nó có hơi nổi bọt một tí xíu nha, nó hơi có nổi bọt không có sao hết. Rồi mình lấy nó ra, mình sẽ lăn qua muối liền, lăn qua muối nha. Đó, mình lấy nó ra, mình lăn qua muối thôi, lăn đều hết cái trứng như thế này nha. Rồi mình bỏ vô trong cái tô thủy tinh hoặc cái hũ keo đó mọi người. Đó, mình lấy nó lên ra, không cần rửa nha, mình ngâm muối nước giấm rồi mình không rửa, mình lấy nó lên mình lăn qua nước muối liền đó, vậy thôi. Lăn đều ra, lăn đều ra đó, mình để vô đây. Vậy thôi, xong rồi mình đậy cái hũ keo này lại, cái tô thủy tinh này lại, mình phải đậy, lấy cái nắp mình phải đậy cho kín lại nha. Mình phải cần đậy kín thật kín nha, không thể nào mà mình làm trứng muối mà mình không đậy kín cái trứng lại đó.
mình phải giữ cái độ hơi nó chắc ở trong đây nha. Đó, vậy thôi. Rồi mình để sau sau 9 ngày hoặc 10 ngày ha. Một tuần lễ thì trứng nó cũng chưa có, nếu mà để sau đúng một tuần lễ 7 ngày thì nó cũng biết nàng chắc rồi. Cái trứng nó cũng còn hơi mềm, cái lòng đỏ nó hơi mềm cho nên nó không có ăn làm bánh trái nó cái keo trồng đỏ nó đẹp á. Cho nên mình để cỡ sau 10 ngày nha, 9 ngày hoặc 10 ngày. Đó, mình chỉ lăn qua vậy thôi. Rồi đó. Còn dưa muối thì mình cho một ít muối lên trên này, một ít thôi, không cần nhiều ha mọi người ha. Cái nàng dùng cái nửa cốc muối này hơi nhiều nè, thấy không? Nếu bên nào làm 4 trứng thì làm 1/4 cốc muối thôi. Cái này nửa cốc được. Để mình ngắm đại đó. Rồi mình đẩy nó lại ha. Để bên nàng rửa tay. Rồi mình đẩy nó lại thôi. Rồi mình để vô một cái cốc nào đó, một cái chỗ nào kín, một cốc nào trong bếp của mình. Rồi sau 9 ngày hoặc 10 ngày sau mình lấy nó ra ha. Khi mà lấy nó ra thì nó như thế này, nó vẫn dính muối, nó vẫn dính muối như thế này nè mọi người. Đó, biết nàng lấy nó ra nó như thế này. Xong rồi mình lau cái muối này đi, mình rửa cái muối này đi. Mình có thể dùng cái muối này lại được nữa nha, nếu mà mình tiết kiệm, nếu mà mình làm thêm nữa thì cái muối này mình không cần phải bỏ ha. Mình xoa nó ra đi. Đó. Vậy thôi. Rồi mình rửa sơ nó, rồi mình muốn cất tủ lạnh để mình ăn dần ở trong tủ lạnh, để làm bánh trái thì mình để trong tủ lạnh được một hai tuần nữa không sao hết. Ha mọi người ha. Đó. Rồi cái muối này mình giữ lại mình làm tiếp cái đợt kế tiếp. Đó. Cái nàng lấy thêm một cái trứng với nàng đập cho mọi người coi nữa nha. Nha, này để cái nàng rửa nha. Cái nàng muốn làm bánh trung thu hỏi ra rồi nhưng mà bận quá, chưa có đủ thời gian. Thì bé nàng sẽ đập ra một cái cho mọi người coi nha. Đây. Tùy theo cái trứng mình mua nó to hay nó bự thì nó sẽ có trồng đỏ to hay bự ha mọi người ha. Đó. Chưa. Đó. Đó. Rồi vậy là xong. Mình có trứng muối mình ăn rất là ngon nè. Trứng muối nè, trứng muối luộc nè. Còn cái này là bếp nàng đã nướng rồi nè. Nướng rồi nè. Bỏ vô. Mình cũng không cần ngâm qua rượu hoặc là cái gì. Bếp nàng làm biếng lắm thì không cần ngâm qua rượu. Mình tách trồng đỏ ra xong rồi mình lấy cái tray để mình nướng, mình quét một lớp dầu mỏng ở dưới cái tray của mình á, rồi mình cho trứng đó mình nướng. Mình nướng cỡ từ 3 đến 5 phút thôi mọi người. Cỡ 350 độ nha. 350 độ. Từ cỡ 3 đến 5 phút. Thì tùy theo cái lò của ở nhà của mình như thế nào thì mình canh theo. Đừng có nướng lâu quá thì cái trứng nó sẽ cứng. Còn nướng vừa đủ thì cái độ mịn của nó, cái lòng đỏ nó rất là bùi nha. Rồi, thank you mọi người. Bây giờ mình đi dọn dẹp. Rồi, chúc mọi người làm thử trứng muối và làm bánh trung thu cho Tết trung thu này, tháng 9 này tới, đúng không mọi người? Bác nàng không có biết có thời gian không? Nếu bác nàng có thời gian, bác nàng sẽ làm bánh trung thu con heo và bánh trung thu hiện đại. Nếu có thể chia sẻ thì bên này sẽ trực tiếp theo chia sẻ thêm tiếp nha. Rồi, bye bye. Chào.